Thanh Điền và Hà Trinh mời quý vị cùng đến với chuyên mục Thành phố chuyển động. Hà Trinh à, dạo gần đây thì Điền rất là thích coi phim hành động võ thuật của Việt Nam. Thanh Điền là con trai mà lúc nào chả mê đánh đấm võ thuật đúng không? Ủa mà sao lạ quá vậy? Sao? Mê võ thuật thì phải mê những cái phim hành động của Hồng Kông nè, Mỹ nè, sao lại mê phim Việt Nam? Thì biết là phim hành động, phim võ thuật thì phải coi phim Mỹ, phim Hồng Kông, nhưng mà mình phải ủng hộ phim Việt Nam chứ. Với lại Điền thấy là mấy năm trở lại đây thì phim võ thuật, phim hành động của Việt Nam cũng được đầu tư rất là chu đáo, rồi được khán giả đón nhận cũng không thua gì phim nước ngoài. Nghe Điền nói như vậy, cái Hà Trinh chợt nghĩ ra một cái bộ phim võ thuật mà giả tưởng chắc chắn Điền sẽ thích. Còn bây giờ thì để biết đó là bộ phim nào, chúng ta hãy cùng xem qua trailer nhé. Ngày xưa, đó là câu mà tôi luôn bắt đầu mỗi đêm. Vừa rồi là trailer của phim Lửa Phật. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng dành thời gian để trò chuyện với đạo diễn của phim này, đó là anh Dustin Nguyễn. Xin chào anh Dustin. Xin chào hai em. Xin chào khán giả của chương trình Thành phố hôm nay. Chắc là Hà Trinh ngay từ đầu phải hỏi một cái câu không có liên quan lắm so với phim Lửa Phật. Hà Trinh rất là ấn tượng vì mỗi lần anh xuất hiện trước công chúng hay sự kiện thì mình luôn gắn lên với hình ảnh của một anh Dustin rất là lịch lãm và có một cái kính râm khá là bí ẩn nữa chứ. Hôm nay anh có thể giải thích về điều đó không? Có nhiều kính lắm, nhưng mà cái lý do chính là đây là kính thuốc. Anh nhìn xa, nhìn gần, anh cần kính thì nó cũng thành một cái đạo cụ đấy chứ, thiết bị. Từ một cái kính thuốc nhưng mà cuối cùng nó đã trở thành một cái phong cách chỉ riêng Dustin. Mỗi lần mà anh xuất hiện là mọi người thấy ngay có cái cặp kính gắn liền với anh. Lúc nãy thì Hà Trinh có giới thiệu với khán giả rằng là anh Dustin Nguyễn là đạo diễn của bộ phim Lửa Phật. Thanh Điền muốn bổ sung với khán giả thêm vài thông tin nữa là anh Dustin Nguyễn cũng chính là diễn viên chính và nhà biên kịch của bộ phim này. Coi như là cái chuyện thắng thua của Lửa Phật là nằm trong tay của anh. Vì sao mà nhà sản xuất lại tin tưởng anh đến như vậy ạ? Hy vọng là cái thắng thua nó không có nằm trong tay của anh, nằm trong tay của khán giả. Nói thiệt ra thì cái phim này thì có 3 công ty hợp tác với nhau. Thì 3 công ty này nói thiệt là cũng như là cũng quen biết với anh trong nghề cũng 5-6 năm rồi. Mình đã làm một vài phim với nhau, thì họ cũng rất là biết cái cách làm ăn của anh, rồi biết những cái loại phim anh đã sản xuất. Thì trong đó nó tạo ra cái niềm tin cho họ, và nghĩ quan trọng nhất là họ rất là thích cái kịch bản này. Và họ muốn hợp tác chung với nhau để tạo một cái tác phẩm thú vị. Với phim Lửa Phật thì anh có nghĩ rằng mình đã có một ekip làm phim, một điều kiện làm phim tốt nhất chưa? Anh có tiếc nuối gì không? Làm phim lúc nào mình cũng tiếc này tiếc kia em ơi. Tại vì không có cái hoàn cảnh nào mà hoàn hảo 100% hết đó. Là tại vì cái gì nó cũng bị ràng buộc về kinh tế. Thì dĩ nhiên là phim Lửa Phật kinh phí là cũng rất là cao. Nó so sánh những phim khác. Nhưng mà nó ngược lại thì nó cũng chưa đủ cho một cái phim giả tưởng hành động. Khi mình ngồi trong cái phòng dựng thì lúc nào mình cũng tiếc cái này tiếc cái kia, hôm đó nếu mà mình có thêm 5-6 tiếng nữa thì mình có thể mình quay kỹ hơn, hoặc là nếu mà mình có thêm chút xíu tiền nữa thì đạo cụ của mình hoặc là phục trang hay là thiết bị gì nó sẽ tốt hơn. Trong phim này anh đảm nhận 3 vai trò là đạo diễn, biên kịch và diễn viên, hẳn là công việc này sẽ vất vả gấp 3 lần so với những người khác trong đoàn làm phim. Vậy thì không biết là cái công việc này vất vả như thế nào? 3 cái trách nhiệm này thì dĩ nhiên là không có đơn giản như là em nói. Nói thiệt ra mình cũng không biết trả lời bằng cái cách nào, nghĩa là mình chỉ hy vọng là cái hôm nay là mình phải biết là mình cần tập trung về cái gì. Dĩ nhiên là đối với cái góc nhìn của đạo diễn á, thì nó phải nhiều hơn. Tại vì em phải giải quyết từ ánh sáng cho tới thiết bị, cho tới diễn viên và phục trang, hóa trang. Rất là nhiều chi tiết em phải quản lý. Không biết rằng là trong quá trình quay phim Lửa Phật thì đoàn làm phim của mình có xảy ra những sự cố gì không ạ? Phim hành động thì lúc nào cũng có nhiều vấn đề lắm em. Thí dụ một cái màn đánh đấm với nhau thì em phải quay suốt ngày. Nhất là trong phim này những cái phần anh và anh diễn viên Roger Ewan đánh với nhau rất là nhiều.
có một cái phần đánh thì nhiều khi quay 5-6 ngày, chỉ là Roger với anh từ sáng tới tối đánh nhau, từ sáng tới tối đánh nhau. Thì nó làm mình rất là mệt, mà khi mình mệt á, thì mình không có tập trung được, mình dễ đánh nhau mình dễ bị hụt lắm. thì sẽ bị ăn đòn. Thì khi ăn đòn á, thì mình sẽ hơn trong cái phim này thì Dustin chỉ bị thương có 2 lần thôi. Anh Roger hình như là bị một cái kiếm chém ngay cái đầu đây, bị đứt da một chút xíu. Như vậy là có đổ máu nhưng mà ít thôi đúng không ạ? Ít thôi. Thanh Điền nghe nói rằng là anh và diễn viên Roger Joan đã có những cái màn đối đầu đổ mồ hôi mà cũng đầy tiếng cười. Anh có thể chia sẻ về cái sự hòa nhập của nam diễn viên này với bộ phim không ạ? Anh Roger Ewan là một người diễn viên rất là chuyên nghiệp, một người diễn viên đã từng làm những cái phim hành động rất là lớn ở bên trên Hollywood, đã đóng đối diện với Jackie Chan rồi Lý Liên Kiệt. Anh rất là nhiều kinh nghiệm mà cũng đã được thường chăm sóc rất là kỹ. Thì khi mà về làm Việt Nam, làm phim Việt Nam lần đầu tiên á, thì dĩ nhiên là cái gì cũng rất là thiếu thốn đối với ảnh. Nhưng mà anh nó không khi nào mà cằn nhằn. Ảnh về đây nói thiệt ra thì cái vai trò diễn viên chỉ có bao nhiêu đó thôi. Nhưng mà ngoài đó thì Roger cũng giúp đỡ Dustin rất nhiều về cái góc máy và những cái sắp xếp, những phần đánh nhau. Góp ý kiến rất là nhiều. Đây là những cái chuyện mà Roger không cần phải làm, nhưng mà anh ta lúc nào cũng rất là sẵn sàng. Ekip ai cũng rất là thích Roger. Bên cạnh Roger Duan thì còn có chị Trần Chi Bảo. Đó là một cái người thiết kế phục trang Việt Kiều mà cũng đã làm cho cái trang phục của mình trở nên rất đặc biệt, phải làm cho người ta ấn tượng. Anh có thể kể thêm về điều đó không? Cái thử thách lớn nhất trong phim Lửa Phật cho một người đạo diễn là phục trang chắc chắn rồi. Một cái phim giả tưởng thì tất cả những cái chi tiết từ một cái ly nước cho tới phục trang, hóa trang rồi em phải chế ra hết. Là tại vì đây là một cái không gian em muốn xây dựng, em tạo ra để cho khán giả, mời khán giả vô. Thì nó rất là nhiều công sức. Mà phục trang thì là một cái chi tiết rất là lớn trong cái phim này. Bảo là một người, khi mà em xem phim anh nghĩ là em sẽ đồng ý, một người thiết kế rất là siêu, rất là đam mê phim, nhưng mà cô này ít làm phim lắm. Nhưng mà cái chuyện Lửa Phật nó cho Bảo một cái đất rất là rộng, nghĩa là cái sự sáng tạo của thiết kế phục trang trong cái phim này rất là rộng rãi. Bảo là một người rất là siêu về chi tiết nhỏ, rất là nhỏ, từ cái chất lượng của vải cho tới cái màu này, mà khi mà đặt ánh sáng này thì nó sẽ thành cái màu, nó cái phản ứng nó là sao, rất là kỹ. Thành ra Bảo nghiên cứu những cái chi tiết mà phần nhiều những người phục trang khác không có để ý tới. Thành ra anh thấy là mình rất là may mắn được một cái người như là Bảo để lo cái phục trang trong phim này. Anh rất là hài lòng 100% về phục trang của phim. Thưa quý vị khán giả, chúng ta vừa lắng nghe anh Dustin Nguyễn chia sẻ về ekip thực hiện bộ phim Lửa Phật. Trước khi mà chúng ta tiếp tục câu chuyện ngày hôm nay, thì mời quý vị cùng xem qua những hình ảnh của hậu trường bộ phim này. Thanh Dustin theo dõi những cái hình ảnh vừa rồi thì Thanh Điền thấy là không chỉ là phục trang được chuẩn bị rất là kỹ lưỡng mà đạo cụ cũng được chăm chút. Anh có thể chia sẻ nhiều về cái quá trình chuẩn bị những cái đạo cụ trong phim không ạ? Thì đạo cụ nó cũng giống như phục trang mà cũng rất là phức tạp, từ chén dĩa cho tới vũ khí. Vũ khí là một cái đạo cụ rất là phức tạp trong phim này, là tại vì mình thí dụ một cái kiếm của nhân vật đạo trong phim thí dụ đi. Em ở Việt Nam thì hồi đó giờ chưa có ai mà chế tạo ra một cái kiếm mà rất là quái. Thành ra khi mà làm kiếm thì em phải có một cái người để hiểu về thẩm mỹ là một, mà hai nữa là phải đổ khuôn. Rồi đổ khuôn rồi em phải sản xuất nữa. Rồi nó rất là khó em. Mà Mã Phi Hải, cái người thiết kế của cái phim này,
cũng đã bỏ rất là nhiều thời gian nghiên cứu về để kiếm những cái người để sản xuất những cái kiếm trong phim này. Một cái kiếm cho nhân vật thì em phải có thể làm để sản xuất 10 cây. 10 cây này là để đánh, còn 2-3 cây thì chỉ để quay cho cận. Quay cận rất là đẹp, nhưng mà những cái cây mà quay cận thì không thể nào mà em đánh nhau, tại em đánh một vài cú là nó sẽ bị cong hoặc là nó bị gãy, hoặc là nó nặng quá, nó rất là nặng. Em không thể nào mà em đánh nhau mà nguyên một ngày được hết. Một chi tiết thú vị là anh Dustin cũng đã mời bố mẹ của mình tham gia trong bộ phim với những vai diễn trong phim, thì anh có thể chia sẻ về điều này được không? Khi mà anh viết kịch bản cho Lửa Phật á, anh cũng đã ngắm ba anh đóng một vai trong phim này. Nhưng mà lúc anh nói chuyện với ba anh thì ba anh cứ từ chối hoài, nó nói như là bỏ nghề rồi, không có làm nữa. Thì trong một năm rưỡi, gần 2 năm, anh cứ thuyết phục ở ngoài, thuyết phục. Thì lúc sau này thì anh nói là ít nhất thì hai cha con mình cũng làm một phim với nhau đi. Thì ba giờ cũng lớn tuổi rồi, cũng chưa chắc là con sẽ làm đạo diễn một phim nữa, hoặc là chưa chắc là ba sẽ đóng một vai gì đó. Nhưng mà hai cha con mình thì có một cái cơ hội này thì mình làm nhau cho vui. Thì lúc đó thì ba anh đồng ý. Còn mẹ anh thì cũng như là đi theo ba anh chơi vậy thôi. Nhưng mà cái bữa đó cái vai này rất là nhỏ, mà khi ở trên Mũi Né mình quay á, thì không có diễn viên gì hết, mà mình không có cast ai được. Thì lúc đó cái đêm mà ngày mai quay rồi mà đêm nay thì không có ai hết, thì lúc đó anh cũng bí quá. Thì anh mới nói mẹ anh, mẹ bây giờ mẹ làm ơn mẹ vô mà đóng một cái vai nhỏ xíu này cho chừng 3-4 câu thoại thôi giúp con. Thì mẹ nói thôi trời kỳ lắm, mẹ không có đóng đâu. Nhưng mà trước sau gì thì cũng biết là anh rất là cần á, thì anh ủng hộ nhờ vô đóng. Anh Dustin này, tựa phim Lửa Phật thì nghe có vẻ là đông phương, nhưng nghe nói anh lại bảo phim mình lại có hơi hướng của cà bồi viễn Tây. Thì không biết là trong cái phim Lửa Phật này, người ta có mang theo cái triết lý Phật giáo trong đó không ạ? Anh cũng muốn giải thích cái tựa đề Lửa Phật, cũng một vài người cũng hơi thắc mắc. Nhưng mà anh muốn nói rõ đó, nếu mà người nào đã xem trailer của cái phim này rồi thì chắc chắn là không có ai mà hiểu lầm đây là một cái phim về Phật giáo. Đây là, em coi cái trailer em thấy rõ đây là một cái phim hành động. Nhưng mà trong cái chuyện này nó có một vài triết lý của Phật giáo. Nhưng mà đây không phải là một cái phim để khám phá về Phật giáo hay là để nghiên cứu về Phật giáo. Những cái nhân vật này thì liên quan với Phật giáo. Nhưng mà cái tựa đề Lửa Phật nó có một cái ý nghĩa, một vài câu thoại trong phim đó là đối với Phật nói là người ta lúc nào cũng có những cái sự hận thù, đau đớn, những cái sự chịu đựng trong đời. Thì nếu mà mình giữ trong lòng mình lâu, mình không giải quyết đó, thì nó cũng như là một cái ngọn lửa. Và ngọn lửa này nó sẽ, nếu mình không giải quyết cái ngọn lửa này, nó sẽ đốt cái nhà của mình. Thì cái ý nghĩa là cái lửa trong lòng của mình, mình phải tìm một cái cách nào để mình giải quyết. Anh có thể chia sẻ với khán giả nhiều hơn về cuộc sống hiện tại của anh. Ngoài cái thời gian làm phim thì cuộc sống của anh như thế nào? Sống của anh rất là đơn giản nha. Nói thiệt, phần nhiều thì làm phim. Nhưng mà những giờ nghỉ thì mình dành cho gia đình của mình, cha mẹ, rồi những người xung quanh nó rất quan trọng. Thì hai em biết rồi, cũng như là một cái show này cũng rất là nhiều. Em làm từ sáng cho tới tối. Thí dụ tối em về thì em ăn uống với gia đình, em chỉ có một chút thời gian thôi, em phải nghỉ ngơi. Thành ra phần nhiều thì những cái thời gian mà anh không có làm thì anh dành cho gia đình anh thôi. Anh ít có đi đâu đi đó ha. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Dustin Nguyễn trong chương trình ngày hôm nay. Và thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, đặc biệt là thay mặt cho các khán giả luôn ủng hộ những bộ phim của anh Dustin, thì xin được chúc cho bộ phim Lửa Phật khi mà ra rạp sẽ nhận được sự ủng hộ của công chúng. Anh cảm ơn hai em rất nhiều và cảm ơn các bạn sự ủng hộ của phim Lửa Phật. Hy vọng là đây là một cái tác phẩm thú vị cho các khán giả.